Vãi, đoạn bản này hoang vu ghê thế. Ê, súng ở đâu ấy chín? Yeah, có súng chín rồi. Con này bên nóc nhà được chín rồi. Từ từ chờ. Vào kiểu gì? Alo chín, đạn ở đâu ấy chín? Có thằng nào chết ở đây này. Alo nghe không? Alo. Alo nghe không? Sao? Có nghe. Có nghe. Đạn ở đâu ấy? Súng ở đâu ấy? Gì? Súng ở đâu? Vừa nhặt ở dưới không? Ở đây có khẩu súng ăn đây rồi. Không có đạn hả Thím? Ờ không có. Ông kia đâu rồi? Ly đi đâu rồi? Không biết. Vãi. Ôi. Ôi mẹ, khẩu súng có cả cần lê à? Hay gì? Ờ. Chọc ngược. Chọc được. Chọc được. Chọc ngược. Xuống vãi. Lily đâu rồi, đi tìm Lily. Có sao ông lại có cái biểu tượng bộ đàm nó hiện lên này? Biểu tượng gì? Cái bộ đàm ấy. Không biết được, chắc tôi đang cầm bộ đàm. Mà có tác dụng gì? Chả biết cái bộ đàm để làm gì cơ. Ơ bọn nó đứng dưới này. Về đi đâu? Bọn nó đến làm gì được này? Về đi đâu nhỉ? Đây, hướng A hoặc là không phải giết 15 thằng. Gì? Đây là cái lần đầu tiên giết 15 thằng. Nhìn góc trái màn hình ấy. Ờ đúng rồi. Nhưng mà Lily đâu? Kệ nó, chắc đang Alak. Không, chắc nó ở chỗ khác rồi. Có chỗ khác đang hiện tên lên chứ. Thôi bắn đi nhá, 15 thằng. Có 14 thằng rồi kìa. Đấy, nó giết rồi. Nó giết rồi, thằng Lily nó ở đâu ấy? Đấy, nó ở đâu? Ê, đâu rồi kìa? Lily hỏi đâu rồi? Nó cũng hỏi tôi, không biết. Đạn đéo tới. Bịt mẹ đéo có đạn. Chơi nhau mãi. Ơ, ví dụ zombie bò lên à? Ui, giật mình. Mẹ, khẩu shotgun này bắn xa đéo trúng được. Ôi, zombie nó vào rồi. Chết rồi. One load remaining. Cái gì em? À, cái này hồi máu rồi. Không có đạn nhỉ, Thím? Cái gì ấy? Ơ, cái gì ấy? Kia kia, đằng sau. Đằng sau, đằng sau. Này. Ông bắn trước tôi bắn sau nhá, khi cái đạn thì bảo. Ui, chết rồi. Sao sao? Zero loads remaining. Chọc mày. Ui 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 ui. Bị em thổi can à? Lắc thế. Ui, ui đông lắm. Ui, ui ui, đi vào, vào. Đâu đâu, 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 đâu. Nó ở ngoài ấy, 4-5 đứa. Bên trái. Tránh ra. Ui, đéo trúng. Lát lát nhở. Rồi, chết rồi. Rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, ra đi. Còn 5 thằng nữa. Ui chết rồi, quay. Ui. 4-5 thằng luôn. Ui ui ui. Để cái quay thứ 2. Ui nó đông vãi. Ui ui ui. Đéo có đạn nữa chứ. Trời ơi, đạn nhặt đâu. Đó, ông kia đúng rồi. Ông kia đấy ở đâu? À, khu mình đang là khu A, khu kia là khu B. Nếu nhặt đạn đâu? Không đạn thì bắn sao chứ? Ờ. Cầm gì? Cầm này, cầm cái này đập zombie. Anh mẹ hay sang tòa nhà khác đi. Sang á?
Ờ đi. Ờ mẹ, tìm đạn, tìm súng ấy. Đi. Đây đây, B ở đây. B ở đây mà. Đi, đi đâu ấy? B, B ở đây, đi. Cẩn thận nhá. Ôi, ở đâu ấy? Cái gì ấy? Chính vậy. Cái gì ấy? Sợ quá ơi, sợ quá. À, đạn này. Chạy chậm nhá. Súng chắc là đéo có đạn. Thấy khẩu súng này đẹp đẹp rồi, bỏ thôi nhá. Ờ. Ui vãi. Ui vãi. Nhưng mà được cái mình ở trên nóc nhà ấy là không sợ. Mẹ rơi xuống cái. Xác định. Trong này đéo biết có gì không. Mẹ. Cầm khẩu shotgun này mẹ thốn quá. Vứt ra làm nào? Ấn lì số 2 ấy, thì nó vứt đạn ra được. Cái màu xanh xanh cơ. À, vứt chết đầu ra này. Đấy, đúng không? Chả biết cái nào đạn cái nào nữa. Ôi, nhặt cả thanh gỗ rồi. Bỏ tay. Mày. Rồi ok đâu? Mẹ đi. Mẹ, thằng Lily nó biến mất đâu rồi nhỉ? PPM Steam nó đi. PPM Steam ấy. Tôi biết mà rồi. Nó là gì? Bảo là các team đang ở đâu? Bảo đang ở khu B. Ờ đúng rồi, bảo đang ở sao khu biết B. Đang... Sao biết đang ở khu B? Bấm C, bấm nút C. À bên này có súng này. Ui, cái gì đấy? Ui, chính mẹ đấy, mẹ à? Mày gì? Zombie ở đâu đấy? Ui, còn 42 con kìa. Vãi. Giết thế đéo nào được. Từ giết, giết thôi, đi nhặt súng nữa. Nhưng mà súng ở đâu? Có mỗi loanh quanh luẩn quẩn hai khu này thôi. Ơ, vừa nhặt được cái gì nhỉ? Tiếng gì ở tiếng nhặt đạn đấy. Hồi chiến này thím. Từ từ xuống ngay xem có gì không. Còn dưới này mà. Đừng ngỡ tách rời nhau ra. Còn ở dưới này nữa mà. Cứ tìm tìm. Đây kiểu khu ổ chuột đấy. Ủa cái gì ấy? Vừa nghe tiếng súng không? Lily à? Vừa nghe tiếng súng không? Sao mình nói nó không nghe được luôn à? Ờ. Không phải, trò này nó kiểu nó làm thật ấy. Đứng cạnh nhau nói nó còn vọng cơ. Đúng rồi, đứng xa nói đáng nghe gì luôn. Đúng không? Nó đúng rồi, tôi ra xa tôi gọi ông đáng nghe gì luôn. Nó như thật ấy. Có thể nào nó bảo vào team speak thì nói được luôn. Ờ. Ôi chơi nhà nhớ thật. Má. Ôi, ôi vừa thấy nhiều lắm mà đấm hết rồi. Cẩn thận nhá, nhìn trước nhìn sau ấy thím. Nếu nhảy được lên bàn nhỉ, bựa vãi. Tí ớt muốn tránh nó chứ. Ôi đây có gì đỏ đỏ này. Cái gì ấy? Cái đéo gì? Cái mic à? Hát đi. Vãi. Ô, súng ngoài. Súng lục ngoài. Ui, lựu đạn nữa. Bắn đi, bắn đi, để tôi ném lựu đạn. Đứng mẹ để. Ơ, đéo có đạn nhỉ. Tôi vào, muốn lưu vào tôi vào ấy. Grenade! Fire! What the fuck, bro? Come on! Thằng chó! Ui, thằng Lily ở đây nó nói này. Ừ. Nó ở đâu nhở? Ui, chơi giỏi vãi. Ui, nó súng xịn. Chết.
Súng giống tôi mà. Ui, chơi giỏi ấy. Ê, lúc mình chết mình nói đéo nghe gì đúng không? Lúc... Ờ, chỉ có người chết nói chuyện được với nhau thôi. Buồn cười vãi. Ô, không biết bỏ lúc này đúng không? Gì? Ui. Thằng này chơi giỏi vãi. Ông lúc mà có khẩu này đúng không? Ờ, lúc ấy tôi cầm khẩu này. Ui. Xem máu ở đâu ấy? Vũ. Vũ ơi. Vũ, Vũ. Vai. Ở đây, đây, đây. Xem máu ở đâu? Không biết, không có máu. Thế lúc ấy sao không biết là máu đỏ? Thì lúc mà tôi nhìn thấy cái nhân vật của tôi của ông ấy nó chảy thì nó có cái tên này, nó có cái tên nó màu đỏ. À, mẹ chỗ anh em mình vừa đứng này. Khu A, khu B này, à đâu khu A này, bữa vãi. Ôi vai, để lại khẩu súng coi. Mẹ toàn đặt súng xịn. Ông chơi giỏi vãi. Súng lục ra. Thôi bỏ rồi. Ông kia đâu rồi? Đây. Đây ai? Đây tôi đây, đang ở đâu đây? Đây. Nói xa là súng ở đâu cho nhặt với. Có khẩu lục mà. Ôi trời thật vãi, đứng xa gọi không nghe gì. Ờ. Bật đèn. Ơ, sao lag này? À, nó khởi động lại. Súng đâu rồi? Mẹ, nhặt chán chê, cuối cùng chơi lại. Ui, súng mâu mè rồi. Đâu hết rồi? Đi vào động tìm đi. Quá toàn đẹp. Nhặt được cái AK có lưỡi lê giống hồi nãy chơi mấy hay. AK có lưỡi lê này đập nã. Ờ đúng rồi. Chơi chơi đẹp. Chơi cái khẩu lúc ấy của ông Lily mới hay. Lúc ấy mình cũng cầm mà mình đéo biết dùng. Kiểu như không. Sao không bật đèn pin này các chị mày? Gì? Ông nhấn chưa về là cái nó đập, nó lấy nó đập. Để ông nhầm kiếm súng đi. Không có súng luôn thím ạ. Hết súng rồi. Thế như nào? Nhặt được mỗi khẩu lục thôi. Ê, nghe đi không? Có. Nghe. Bật đèn pin như nào chứ? Chuột phải. F. Chuột phải cũng được. À, chuột phải. Cầm đèn pin không thì nhấn chuột phải. Ơ, mẹ hơn thì nhấn chuột F. Giống Slender vãi. Đờ má, tôi không có đạn, không có súng. Ê, súng nè. Súng nè. Đâu? Súng lục. Đây nè, cái đèn pin tôi đang đổi nè. Có một viên chết á. Ui, nghe tiếng zombie ở đâu ấy? Tiếng zombie ở đâu ấy? Ở đây ơi, nghe được khẩu to rồi. Ơ, khẩu kho ở đâu?